Thời gian gần đây, kiến ba khoang bắt đầu xuất hiện nhiều trở lại, đặc biệt là ở các khu ký túc xá sinh viên, nhà cao tầng tại một số địa phương. Nguyên nhân là do thời tiết mưa cùng với việc đến mùa thu hoạch lúa, khiến kiến ba khoang không còn nơi cư trú, vì thế mà chúng tấn công mạnh vào khu dân cư. Đáng lo ngại là đã có nhiều trường hợp bị độc tố của loài kiến này gây kích ứng nguy hiểm cho da. Do đó, mọi người cần biết cách đề phòng và xử lý khi gặp phải loại côn trùng này. Những vết thương chằng chịt trên cơ thể của hai người này là những gì còn sót lại do kiến ba khoang gây ra. Từ cuối tháng 4, khu ký túc xá dành cho sinh viên ở phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp liên tục bị kiến ba khoang tấn công, khiến nhiều người bị viêm da, bỏng rát. Ban đầu thì nó chỉ nổi những cái đốm đỏ lên rồi bắt đầu tay xuất hiện mấy cái vết thương đó. Em cứ nghĩ cái này là do bệnh zona thôi chị. Nhưng mà về sau em để ý thì em thấy con kiến ba khoang nó đeo lên người chỗ nào cái nó bị cái đốm ở đó. Em mới biết nó là do con kiến nó gây ra. Nó gác lắm chị, em có mấy hôm em phải xin nghỉ học tại vì em bị này xong rồi cái em bị hành sốt. Còn tại khu ký túc xá phường 6, thành phố Cao Lãnh, nơi có khoảng 600 sinh viên đang sinh sống, hai tuần trở lại đây cũng xuất hiện dày đặc kiến ba khoang. Nhiều nữ sinh và cán bộ quản lý tại đây cũng bị loài kiến này tấn công, làm xuất hiện nhiều vết thương trên cơ thể. Thường thì lấy cái chai xịt mũi để xịt nó, còn không là lấy giấy hoặc là cái gì đó để gấp nó ra, chứ nếu mà dùng tay thì sợ những khi mà nó bắn cái axit ra thì nó sẽ bị phòng cái tay của mình. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, kiến ba khoang có chứa độc tố pederin, độc tính mạnh gấp 12-15 lần nọc của rắn hổ. Nhưng do lượng tiếp xúc nhỏ và chỉ ở ngoài da nên không đủ gây chết người như nọc rắn. Tuy nhiên, chất độc trong cơ thể kiến giải phóng ra khi bị tác động, tra sát hoặc bị giết có thể làm tổn thương da như bỏng da, viêm da, nặng hơn có thể gây lở loét. Ngày ở tại Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp, chúng tôi vẫn có tiếp nhận một số lượng bệnh nhất định đến khám để điều trị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang. Khi có cái biểu hiện là thấy nó bỏng rát trên da, chúng ta cần phải rửa bằng nước sạch. Ban đêm chúng ta tránh đi đến những cái vùng gần có ánh đèn. Thứ hai nữa là ở nhà thì có thể các cái khung cửa sổ thì chúng ta mắc lưới để che chắn, và đồ dùng cá nhân tránh đừng để tiếp xúc gần cái đường để gần cái vị trí ánh đèn. Nặng hơn có thể gây lở loét sâu, sốt cao và để lại sẹo. Kiến ba khoang không đốt người cũng không phải loài truyền bệnh. Điều quan trọng là phòng tránh nguy cơ bị dính nọc độc của kiến. Nếu lỡ tay đập hoặc chà sát kiến ba khoang trên da thì phải nhanh chóng rửa sạch nơi tiếp xúc bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Khi bắt đầu thấy rát ở một vùng da, cần nên chú ý các biểu hiện để khám bác sĩ, da liễu khi cần thiết.